Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay thì bọn mình chuẩn bị sẽ đi du lịch tiếp theo và địa điểm đây chính là Cần Thơ. Thì đợt này thì bọn mình sẽ đi chung với lại là team của mình ở trên công ty. Và bọn mình sẽ thuê xe hơi và tự lái đi. Bởi vì chồng mình đã có bằng lái xe rồi. Và hôm nay là thứ 6, bọn mình sẽ cùng đi đến chỗ bãi xe để lấy xe thuê. Và hãy cùng đi với bọn mình hành trình 2 ngày tiếp theo ở Cần Thơ nha. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đi thuê xe thôi. Let's go. Bọn mình thuê xe ở trên một cái app thuê xe. Và ở trên đó thì mọi người có đầy đủ thông tin luôn, là xe nhãn hiệu gì, năm sản xuất bao nhiêu, và cũng như là giá thuê xe là bao nhiêu. Thì sau khi mà nhận xe thì mọi người kiểm tra kỹ rằng đó là những cái địa điểm nó có bị hư hao gì hay không, và mình quay clip lại để làm việc với chủ xe trước. Và sau khi mà nhận xe thì bọn mình chạy vòng vòng thử một lần để cho quen xe. Và sau đó thì chúng ta hãy cùng bắt đầu để cho chuyến đi ngày hôm sau thôi. There's something I still hold in. I'm too ashamed to show it, but I feel like I'm never enough, and I fear I'll mess everything up. I'm haunted by the notion that all the doors are closing. Do you lie awake thinking of us, or were we made just to crumble to dust? My heart beats heaven, but you leave me questioning if all laid out on the floor. Oh, oh, oh. Self-doubt's relentless, leaving me defenseless, all my demons take control. What if I told you all of my flaws that I can't ignore? Would you laugh in my face? Would you slam the door? What if I told you it's not supposed to? But it kills me to think that you call me yours. And I know deep down you deserve much more. Oh, I'm so hello mọi người, chiều nay thì bọn mình sẽ đi khu du lịch Chín Hồng. Thì ở đây sẽ có là vườn trái cây với lại là một vài cái trò chơi dân gian. Đây ví dụ như mình đang đứng ở chỗ này thì chỗ này là mình sẽ chơi đạp xe đạp qua nè. Đó là chơi chèo bè. Rồi nãy mình mới vừa chơi chèo thuyền xong cũng rất là vui. Còn đây là đu dây nè. Đó, đây đu dây. Thì ở đây sẽ có một vài cái trái cây, ví dụ vú sữa, có ổi, mình có thể mua về ăn. Còn không thì sẽ tham quan du lịch là chủ yếu. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng tham quan vườn trái cây nha. Let me drown in your blue green eyes. Take away all my plans today. I hope you stay. 'Cause I'm in love with the salt on your skin. Have you been my love? I'm in love with the salt on your skin. With the salt, I'm in love with the salt on your skin. Where you been? I'm in love with the salt.
vì sao? Cho nên là ba mới đem nhở nó này. Take me in to the ocean, baby, let me swim. Know you drive me crazy, take a chance. Be here with me, baby, make it last. Hello mọi người, bọn mình mới vừa đi tàu xong thì đi tàu đó cũng rất là vui luôn. Nói chung là khi mà lên thì ăn uống này nọ kia, với lại là đi vòng vòng cái bến Ninh Kiều, cái sông. Thì bây giờ mình sẽ đi bộ ở khu phố đi bộ. Hôm nay là cuối tuần nên đây sẽ đóng lại nè, cũng khá là đông người. Đấy, đây là khu phố đi bộ. Rất là may vì hôm nay thời tiết rất mát mẻ. Đấy, thì bọn mình đang ở khách sạn ngay bến Ninh Kiều luôn, nên đi rất là tiện luôn. Bây giờ sẽ đi một xí để tiêu cơm, xong sau đó về nhà nghỉ ngơi. Và ngày mai thì sẽ đi chợ nổi Cái Răng. Ok, bây giờ hãy cùng đi chơi một mình xí nha. Qua sáng hôm sau thì bọn mình đi chợ nổi Cái Răng. Thì một tip cho các bạn là các bạn nên đặt thuyền vào tối hôm trước. Thì bọn mình đi dòng đến Ninh Kiều và đặt trước tàu với giá cả và hẹn luôn giờ ngày hôm sau đi như thế nào. Thì sáng hôm sau bọn mình có mặt ở ngay bến Ninh Kiều khoảng 5 giờ kém, và đi từ lúc 5 giờ kém cho tới lúc mờ mờ sáng là đi khoảng gần 7 giờ thì sẽ tới chợ nổi Cái Răng nha. Chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cần Thơ, và chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Trong quá khứ thì chợ đã từng trở thành nơi thu mua lúa gạo lớn nhất miền Tây và của người xứ Hoa Kiều. Và với những ai yêu thích khám phá, muốn tìm hiểu về văn hóa sông nước Nam Bộ thì chợ nổi Cái Răng chính là địa điểm lý tưởng nhất. Do đó thì nếu mà các bạn có thời gian thì hãy trải nghiệm thử chợ nổi Cái Răng, là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của chúng ta nha. Give me some time, please don't go. Take me by the hand and show me why. Why you're not here, why we're left here all alone. Give me some time, stay for a while. Even in my dreams, come show me how. How are we supposed to rise and move on? See the lily. When you start to feel it, who knew that then was the last of you? Now hello mọi người. Ý, sáng nay thì trời đang mưa, nên bây giờ mình sẽ đi dòng lên trên khu cầu tình yêu chơi một xí. Thì mưa cũng nhỏ thôi à. Thì bây giờ sẽ đi chơi một xí, xong sau đó thì sẽ đi về. Ok, đi thôi. Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea, sand and ember. Cause it still feels like
video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Bye bye. Evening swirl into a bright sunny beach, but it's now so very bittersweet. So I guess I'll just put on my favorite sweater. Life is gonna be great.